Thưa quý vị và các bạn, sau lễ thành hôn và ăn hỏi, sáng 17 tháng 12, vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển đã tổ chức lễ cưới tại nhà thờ giáo sư Thánh Mẫu Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ diễn ra theo nghi thức thiên chúa giáo với sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình cô dâu và chú rể. Khánh Thi xuất hiện với đầm trắng đính đá khoe nét nữ tính. Nhà thiết kế Anh Thư đã đặc biệt lên ý tưởng và thiết kế riêng cho người bạn thân của mình. Kể cận là ông xã Phan Hiển lịch lãm với bộ vest đen hai bé Kobi và Anna cũng diện trang phục đồng điệu cùng bố mẹ. Khánh Thi chia sẻ do ông xã theo đạo công giáo nên có nghi thức cưới làm lễ ở nhà thờ. Trước đó cô dành thời gian học giáo lý hôn nhân. Khánh Thi đã trải qua 13 năm để có được một danh phận và được gia đình chồng công nhận là dâu con trong nhà. Điều này khiến cô hết sức xúc động bởi trước đó đã từng mong mỏi nhưng không thành hiện thực. Trước lễ cưới, ông xã Khánh Thi cũng là người chuẩn bị mọi khâu chu đáo. Anh lo từng bộ váy cưới, đồ cưới để đảm bảo ngày trọng đại diễn ra trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Sau lễ cưới ở nhà thờ, đôi vợ chồng sẽ đãi tiệc tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng vào ngày 22 tháng 12. Đôi vợ chồng nhờ đạo diễn Vương Khang giúp dàn dựng sân khấu cho ngày vui, trong khi nhà thiết kế Phạm Đăng Anh thư lo phần trang phục. Cả hai chuẩn bị một vài tiết mục đặc biệt như ca hát bên cạnh các màn dance sport, môn thể thao đã gắn kết họ với nhau.